5 sự thật đặc biệt về loài nai Bắc Mỹ, Ancis ancis. Kích thước lớn, nai Bắc Mỹ là loài nai lớn nhất trên thế giới, được có thể nặng tới hơn 800 kg và có chiều cao đến vai khoảng 2,1 m. Lông dày, chúng có lớp lông dày và mềm mại, giúp chúng giữ ấm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng Bắc Cực. Sở hữu góc độc đáo, nai Bắc Mỹ sở hữu một cặp góc lớn trên đầu, đó là biểu tượng của loài và được sử dụng trong việc tranh đấu và hiển thị sức mạnh. Phạm vi sống đa dạng, chúng sống ở nhiều loại môi trường khác nhau từ rừng nguyên sinh đến khu vực núi cao. Hình thức độc đáo, nai Bắc Mỹ có một hình dạng đặc biệt với cổ dài, đầu lớn và chân dài, giúp chúng dễ dàng di chuyển trong môi trường đa dạng của nó. Hãy theo dõi kênh để biết thêm nhiều sự thật thú vị về động vật nhé!